lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quen ai khi bàn tay cho nằm trong lòng tay rồi em ơi. Xin chào các anh nhé, chúc các anh một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Chào năm mới 2023, em xin giới thiệu với anh em một con âm ly rất là độc dược và rất là hay các anh nhé, âm ly quét của anh, hàng anh Nòi Trần Sĩ. Nhiều anh có lẽ cũng không biết là hãng quét có âm ly, nhưng mà thật sự là âm ly của hãng này rất là hay. Em đã sưu tầm và bán hầu hết các đời của em nó nhé. Đây là một trong những đời cực kỳ ấn tượng. Phần âm sắc của dòng âm ly quét ra rất là tốt, dòng ra lớn, thế nên rằng là phối ghép được với rất nhiều những đôi loa khó tính cho âm thanh phải nói là ấn tượng. Các anh chơi và trải nghiệm sẽ thấy là những điều em nói là hoàn toàn chính xác các anh nhé. Âm ly sản xuất từ năm 1983, thế nhưng mà có thể nói rằng là rất là sạch sẽ, hàng làm rất là trau chuốt, cẩn thận, mọi cái vẫn như nguyên bản. Các anh có thể nhìn phần vỏ kim loại đây, vỏ kim loại rất là nặng nhé. Em đã tháo sẵn ra để cho các anh nhìn ruột gan bên trong, cũng có thể là để ngắm được. Phần nguồn làm rất là kỹ, nguồn Fisher and Angon, Holden and Fisher, bọc cẩn thận này. Các anh có thể nhìn. Các anh muốn xem thêm ảnh hay cụ thể hơn thì add Zalo số điện thoại của em 086 688 0998 nhé. Em âm ly có kích thước khá là nhỏ gọn và chất âm thì rất ấn tượng. Bọn này thường chạy sò của Ý. Các anh sò than, bốn em sò than đây, các anh có thể nhìn. Âm thanh rất là hay. Thiết kế rất là đơn giản, gồm volume cũng như là ba lăng thôi. Đã bỏ đi phần bass chép để cho âm thanh trung thực nhất có thể. Các cái ngõ tín hiệu vào như là đường tap hay là đường tuner thì là sử dụng jack din 5. Còn đường đích là đường của đĩa than thì là cổng RCA các anh nhé. Đây là phần mạch của phono. Thì các anh chơi và trải nghiệm sưu tầm em âm ly quét, đây một trong những em mà cho âm thanh rất là chi tiết, rất là sạch sẽ, trung âm rộng, khẳng định rằng là xứng đáng trong tầm tiền, nói rằng là vượt trội các anh nhá. Khó có thể tìm thấy những âm ly nào mà trong tầm vài triệu mà có chất âm ấn tượng được như em này. Mời các anh nghe trải nghiệm cũng như là cần chơi thì liên hệ thêm với em. Xin cảm ơn các anh đã quan tâm nhé. Có tôi đời trong em khi phố cũ vừa lên.